Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Mở đầu bản tin số 16 ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với thông tin về hai mẫu xe Toyota Fortuner và Mitsubishi Xpander sẽ có thêm phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Bên cạnh đó thì chiếc xe Ford Ranger FX4 Mark 2021 cũng được ra mắt tại Đông Nam Á, có điểm gì nổi bật so với Ford Ranger Raptor được bán tại thị trường Việt Nam. Chiếc crossover chạy điện Kia EV6 sẽ sớm được ra mắt tại Hàn Quốc, mở đầu kỷ nguyên cho việc thay thế sử dụng động cơ đốt trong tại đất nước xứ sở kim chi. Để đến với bản tin, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh bằng cách rung chuông ở góc phải màn hình để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo thông tin đến từ tờ Autocar India, kỹ sư trưởng của tập đoàn Toyota cho biết mẫu xe Fortuner sẽ được trang bị hai loại động cơ, một là kiểu thuần hybrid, hai là mild hybrid, tức là động cơ đốt trong lai nhẹ với motor điện. Bên cạnh đó thì mẫu xe Toyota Innova cũng có khả năng sẽ được trang bị động cơ hybrid giống với Fortuner thế hệ mới. Lợi thế của kiểu động cơ mild hybrid là có chi phí sản xuất thấp hơn so với động cơ thuần điện. Ở tại thị trường Việt Nam thì Toyota Corolla Cross là mẫu xe crossover hạng C đầu tiên được lắp ráp động cơ mild hybrid. Cá nhân tôi cho rằng nếu như Fortuner Hybrid được đưa về tại thị trường Việt Nam thì đây có thể coi là một trong những cái bước đệm để Toyota phổ cập xe điện trong tương lai. Hiện nay chỉ có mỗi hãng xe Việt Nam VinFast là đang nắm nhiều lợi thế cạnh tranh để sản xuất và phổ cập được xe điện trong tương lai. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu lý do tại sao thì xin mời xem bản tin số 2 của Auto Việt Nam nhé. Theo thông tin đến từ tờ CNN Indonesia thì Mitsubishi Xpander sẽ có thêm phiên bản hybrid hoàn toàn mới. Phiên bản này sẽ được bán tại thị trường Indonesia và sau đó có thể sẽ đưa về thị trường Việt Nam. Mẫu xe thứ hai nằm trong kế hoạch của Mitsubishi đó là Outlander sẽ được sử dụng động cơ xăng lai điện, sử dụng ổ cắm sạc. Đây được cho là chiến lược sản xuất để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu của Mitsubishi. Như vậy có thể nói thì gần như ở tại thị trường Việt Nam sẽ là đích nhắm tới của hãng xe đến từ Nhật Bản này. Hiện tại thì mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi Xpander đang được coi là con gà đẻ trứng vàng của hãng tại nơi đây. Với mức giá bán hợp lý, phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung, không gian rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì thế mà Mitsubishi Xpander được nhiều người lựa chọn để phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải. Theo thông tin đến từ hãng Ford thì Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên tại Đông Nam Á Ford cho ra mắt mẫu xe Ranger FX4 Mark 2021. Chiếc xe này được cho là mang nhiều cảm hứng thiết kế lấy từ phiên bản Ranger Raptor. Ranger FX4 Mark 2021 sẽ có mức giá bán khởi điểm khoảng 38.720.000 đô la, tương đương với khoảng 889 triệu đồng tiền Việt. Nhìn vào thiết kế bên ngoài của mẫu xe này, tôi cho rằng đây là một phiên bản độ nhẹ của Ranger Wildtrak. Ở phần ngoại thất xe, FX4 Mark nổi bật với phần mặt ca lăng lưới tản nhiệt với dòng chữ Ford, cản trước và sau, hốc hút gió, ốp gương chiếu hậu đều được sử dụng một tông màu đen mờ. Bên cạnh đó thì ở phía thân xe, bệ bước chân có kiểu thiết kế mới, la răng kích cỡ 17 inch sử dụng lốp BF Bullfix All-Terrain với thông số kỹ thuật là 265/70. So với phiên bản tiêu chuẩn thì mẫu xe này có trục cơ sở dài hơn 42mm. Về phần trang bị thì FX4 Mark 2021 được trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng bi LED, tự động tắt bật đèn pha cốt thông minh giống với phiên bản Ranger Raptor đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Bước vào bên trong khoang cabin xe thì FX4 Mark được sử dụng hoàn toàn bằng vật liệu da Antakara và nhung tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng và thêu dòng huy hiệu FX4 Mark màu đỏ tươi. Giống với phong cách thiết kế của Ranger Raptor thì một số chi tiết trang trí màu đen như ở phía bên trên đồng hồ táp lô, ốp cửa, vô lăng, viền màn hình và bảng điều khiển trung tâm đều có những cái nét tương đồng giống với Ford Ranger Raptor. Điểm đáng chú ý nằm bên trong khu vực điều khiển của mẫu xe này đó là xe được trang bị 6 cổng AUX giúp cho người lái có thể điều khiển các thiết bị như là tời, thanh đèn trợ sáng hoặc các phụ kiện cần thiết khi xe đi địa hình. Bên cạnh đó thì FX4 Mark còn được trang bị hệ thống treo nâng cấp giúp cho chiều cao tăng thêm khoảng 20mm, khoảng sóng gầm tăng lên khoảng 256mm. Hệ thống treo phía trước của chiếc xe này được trang bị hai chiếc phuộc của thương hiệu nổi tiếng đó là Ford Racing. Nếu như so sánh với Ranger Raptor thì hệ thống treo của mẫu xe này được cho là khá là bình thường, chỉ được nâng cấp nhẹ so với phiên bản Ranger Wildtrak mà thôi. Ở Ford Ranger FX4 Mark vẫn được trang bị khối động cơ 3 turbo vướng khá nhiều lùm xùm về việc chảy dầu trong thời gian vừa qua. Sản sinh ra công suất khoảng 213 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm, đi kèm với cụm hộp số tự động 10 cấp số. Kia vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về mẫu xe điện EV6. Đây là dòng xe điện đầu tiên của hãng xe Hàn Quốc và được phát triển trên nền tảng EGMP của tập đoàn mẹ Hyundai Motor.
Sự khác biệt của EV6 so với các mẫu xe khác của Kia nằm ở phong cách thiết kế. Điểm đáng chú ý đầu tiên đó là phần lưới tản nhiệt mũi hổ đã biến mất, thay vào đó là mặt ca lăng được làm một cách khá là lớn, nối liền với hai cụm đèn chiếu sáng đa giác. Kia EV6 có một cái phần đuôi xe được thiết kế theo phong cách coupe với trụ C vuốt dốc về phía sau. Tuy nhiên, điểm mà khiến cho tôi cảm thấy ấn tượng nhất phải kể tới cụm đèn hậu được thiết kế hoàn toàn bằng LED, trải dàn, bao trùm cả phần đuôi xe, kết hợp với phần cánh lướt gió thể thao mang tới không khí hiện đại và đẳng cấp. Ngoài ra thì phần tay nắm cửa cũng được đặt ẩn vào bên thân xe, giúp cho chiếc crossover EV này không khác gì những mẫu xe nằm trong phân khúc hạng sang. Khoang lái của Kia EV6 mang tới một cái phong cách thiết kế tối giản với phần cụm màn hình trung tâm giải trí có kích thước cỡ lớn được làm tràn sang bên cụm đồng hồ táp lô của xe. Và theo như mình quan sát thì toàn bộ cái phần chi tiết cụm điều khiển trung tâm sẽ hướng về phía người lái. Đây là kiểu thiết kế chúng ta thường bắt gặp trên những cái mẫu xe của BMW và Audi. Tuy nhiên thì tôi cho rằng phần vô lăng được làm trông khá là buồn cười, không được ăn nhập với tổng quan thiết kế của xe cho lắm. Hiện tại thì hãng xe Kia vẫn chưa công bố những trang bị và tính năng của xe đi kèm với mức giá bán của xe. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi bản tin số 16 của Auto Việt Nam. Xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.